đây nha các bạn, câu cá kết là phải vui cỡ này mới được nha, ngồi ship hàng nha, đó đó lên liêu kêu vậy đó, mà nãy lên ăn của ai để chịu nha, ở dưới kia mới nhiều nữa kìa, quá vui rồi quý vị ơi, đó em giật bật bật có giật là được ha, có giật luôn mới ơi. Có cá kết dính là ngon rồi, nay nào có ụng này, tại vì cũng từ 150 ký. Ông này cũng 150 ký, nhữ càng nhiều càng lên anh em ơi. Quá khứ rồi. Hai con được luôn. Con hả? Tại con nó co đuôi nó nặng đó. Dưới nhìn lên trên, ở trên nhìn xuống dưới. Khổ lắm. Hai câu dính kệ ta. Tôi lưu ghiêu vậy đó. Lại xin câu ké không cho thôi. Câu được đâu. Trên trời có nước mà trời dùng. Móc dùng, móc dùng, móc dùng. Móc dùng. Móc dùng lưỡi cho trời. Anh em mình không hả gì? Dưới đó cá bự bự mà. Trên này mình cá nhỏ nhỏ. Ừ, dưới ta dính cá bự bự mà. Đó mới ngay ùng. Hả đâu có đi câu đâu. Đục quá. Sẵn đi ấy luôn á. Dịch dữ trời. Nhỏ. Đây không dịch cho nào. Mồi nay đổ rồi, nó ăn nó quen mùi mồi rồi, nó không ăn ở đâu. Mồi không nội. Mua mồi Nhật không mua. Xác gì làm lửa. À, cái cậu này sống chiếc vỏ luôn trời. Được chứ quý. Xích cho ngoài đó. Kép gì lấy hơi rồi. Xin vía anh gì? Xin bùa anh nha. Nói rồi nó lội lụng dây dưới á, đừng có móc nhiều. Tốn ngồi kiếm mấy trăm ngàn. Kiếm mấy triệu chứ mấy trăm. Qua trước, đi qua nó, anh em mình trời lạnh rồi, lạnh lẽo. Tôi nhớ vụ dục trì á. Ông tao cậu kịch. Nhớ kỷ niệm câu với ngoài. Sao mà dính cá rồi sao không? Thấy trời. Em dở lên cá dảnh hết luôn. Thôi cá dồ thôi, đừng cá dảnh. Cá bự không? Cá bự cái nào nằm đó là bao cầm ra. Bây giờ dụng bộ ơi. Đâu, dính là phải kéo kỹ thuật. Bự 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 nè, con này bự lắm nghe. Bự lắm nghe, hàng khủng nha. Dạ không, dạ không. Thật chứ chứ. Dạ. 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 À, chụp lén, nó còn dính lưới câu treo mỏ lên. Treo mỏ lên nó được à. Đó, tới mình nữa đó. Đừng nôn nóng nè ô. Càng nôn nóng càng im. Giật chính nó gút. Rút lột xuống. Nó phải rút nhá, chạy chết á. Dạ. Hết mồi thì móc mồi vô. Ừ. Hết mồi thì móc mồi vô. Cờ dính có giật là được. Có giật là được. Chuyển ngồi tóm không xong tóm được luôn. Ngồi tóm. Cá này vua câu không là tóm. Vô. Đó là gà đó, gà đó. Đó. Cái gà không nó cho vậy đâu. Chuyển lưng luôn gì. Bây giờ đây mồi xuống trên dưới lên chụp cá đi cho cứng đi cằn cãi nó. Ông dập chọc con cá đó vô đi, nó cũng còn cái cây cần, không còn dịch như dây đó chứ.
trời. Tù dính cá cỡ thành con rồi, cho thằng Thành nó phê phê rồi. Nữa, cá bự nữa các bạn ơi. Này câu cá quá vui quá. Thôi bự quý lớn đâu, trời hết sức bự quý. Không, không bự nè, lỗi à, lỗi, 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 lỗi kỹ thuật. Lỗi kỹ thuật, tay nó. Đĩ mới được. Ủa, trời, tới của mình nữa quý. Xíu của mình lên nữa rồi. Bự không? Thân nhẹ nhẹ thôi, đừng có sải tay dài quá, ta thấy. Lôi lên bao liền. Ừ. Khó kiệm nó anh ạ. Khó kiệm nè. Quá dính các bạn ơi. Gung tay cho gỡ, gung tay cho lắc quá trời lắc, nó không chịu ra gì. Lắc méo mỏ luôn. Ồ, lấy bao em nè. Lấy bao đựng nhé. Không có kết lấy gọng lựng xưa à. Tư quá chứ mà. Gung dưới thách. Thiếu rượu. Đó hay không? À giật cái nhăn mặt, giật nhăn cái mặt là được rồi. Rồi cá bự nữa. Chỉ mới được thấy không? Ồ nói chung là hôm nay thấy vậy là thấy cũng vốn thiệt mồi rồi. Nè. Dính cá bự lên nữa kìa, lên hàng nữa kìa. Tiếng dây vậy đó. Lên. Giờ bá cọc dây đó hai lần rồi đó, đứt ba lử. Chuyện chỗ đó khó ăn, kiếm cá khó ăn, lại ngợp, thả nước lớn. Nhấp qua đó. Dạ. Nhấp lấy chén. Bật bật đó. Rồi lưỡi của ai? Bên kia chưa lên chị mà. Kịp á. Chào đó, đặng bỏ đi đi. Đi, đặng bỏ đi. Trời ơi, trời lấy dây ngắn nãy cái cuộn tròn mượn để chạy. Ok, ok. Nói là lấy là cái gì? Đất với con nội cắt bỏ cái lưỡi đó đi. Ủa? Đâu phá chỗ ông rồi đó. Nó phá đó. Để con hai con anh đi. Tao con nhiều con quá, không bằng hai con ta. Cái gì không? Đó nè, con này khủng nguy lắm rồi. Con này cỡ ký 7. Bự lắm à. Im dài đòn. Được. Ok. Lụm nữa, ô lên nữa, lên nữa. Dĩ Thanh chụp đâu lên. Lên. Thanh làm gì cá bự cá nhỏ gì ra nha. Còn dính là được rồi. Còn ha, còn lưới đó, còn mồi móc mồi lưới trên đó. Ừ. Lụm, ngoài đó cũng lụm nữa đó nghe. Mấy chai chuối vô trong. Á, có cùi điện cùi đang chở câu. Anh bằng cá rồi, sớm kêu lên đây nó bằng cá rồi. Anh bằng cá rồi. Dính lìa lẹ luôn. Chỉ lên giữ kìa, cá bành bành luôn.
Hình như hứng cá bự hết rồi, mình đang hứng cá nhỏ. Dính con, dính nó mất mèn con lọt. Người ta đi ngay ai qua lại cũng dợp, nhưng mấy này câu cái gì mà dữ thần. Xanh dờn các bạn ơi, trắng tư. Lưng xanh luôn nè. Cá xuất khẩu. Rồi nuốt lưỡi nữa xè. Chưa. Trời. Cá thôi. Cái bên không chịu ăn coi. Kìa, nó cũng dính này. Lên. Ta ôm vô mình đây, cho nó dãy dính bụi dây vậy. Trời. Trời, nó xíu mà nó chơi, có nuôi ngày nào mà chơi hoài. Chim dính con gà với cái nhỏ chạy có nhỏ hồn có bự để cái bao cái bên ở đây đang dãy con cá này kia. Sù đổ cái sao thành ơi. Nó chết. Có lửa làm hai lửa được rồi. Này chắc hai con. Đánh con bự vô, đánh con bự vô. Dính một như trong phim vậy được. Lưỡi trong thùng luôn nè. Mua đi, mua giờ anh không được, không có giá ăn. Què gì? Lưỡi trong thùng nè. Trong hai cái góc đó, trong bọc cái gì á. Trong bọc này dở cái hộp lên kìa. Trong bọc đó có đấy, có lấy lưỡi trong á. Đó hết trơn trời. Lưỡi nó lấy ra mà. Rồi, đi đi lên đó, lấy luôn đi. Má lại để xuống cái dùng dây luôn, giật con dính từ thôi. Nó lúc chưa lúc máng chưa, chưa lúc máng thì lôi lên. Lôi lên lôi thanh. Không có cái bao mình máng cái bao mày chăn cẩu cái đó đi, gậy lên dễ bắt hơn. Chứ hết tiền luôn. Má cái tưng dây lên nó cạt dây luôn. Cái gì chịu nổi. Vô hàng. Coi nó có lúc không đó. Chào 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 chào. Dính cái chân cái măng tay. Dính măng tay á. Máng chỗ gốc đó Thanh. Máng cái bao nè, lôi qua cái bao máng chỗ gốc đi. Cá diều lên dễ hả? Được cái chứ nha. Được cái chân tí đi cho nó đi. Cho nó cái nào lên dễ cái đi. Được cái chân. Đừng có lo ở đây. Sợ con trâu nó dính kìa. Hử? Sợ có chỗ anh tử được. Không có gì chứ.
Go. Dây. Dí vào. À về dính nhau, cái điều mua má dây nào dính đây. Ba thằng. Mình dính nữa gì đó. Mình có dính không? Coi lên coi. Cá luôn nha. Còn không? Có ghế con gì? Còn cá không? Biết lử rồi. Con dễ vậy, có cái nào mà con cá kết mà câu dính lên nó kêu cắt kè, cắt kè không? Có. Sao như lâu lại đó là không biết chặt chân kéo vậy là cái tẹt tẹt cái vậy cái hả giờ. Dây tưa cho mình vừa kéo là phải kéo lên mà miết liền đó. Tưa rồi thay lử luôn xiền kèm nó thành kèm nó bên đó đó, kèm anh dắt sau rồi dèo rồi dèo à. À. Xử lý tình huống lo nguyên cũng hỏng ra ngoài luôn. Hết giờ này, giờ này rồi cá dục lại ông phố nội cầm dây hoài buông dây chụp cá dính nè chưa kéo dây rồi thu xuống đi làm gì đỡ đi mua này lại hả à? Trời, cá nước mà. Ngày một năm được có cơ hội có lần à. Em câu nào đó cứ câu thoải mái cậu, tôi có nói gì đâu. Nhưng mà tôi phát hiện mình đã là ba đà tôi chưa gọi ai. Sao mà ông nội điện có mua hộp này đủ đưa lên mình liền cắm nó luôn. À, cái này đưa vô tay mà cắn luôn á. Trời chụp kìa, 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 kìa. Đưa cho mình coi. Tức trời. Trời. Kẹt cổ tay chứ. Bấm cá mà kẹt cổ tay chứ. Ba là chưa về đấy. Rồi bữa nay ông thầy có đi dạy không? Đó là thầy bữa nay tiêu chảy rồi. Nghĩ dài cô luôn. Thầy cái này bình quá rồi. Tròn tròn. Má nó cứ gặp chắc lại. Ta lại không biết.
có gì bả làm có chữ không rồi có kết nạn mình ơi, thông cảm đi mình ơi, dở lên lâu có kết nạn anh ơi, cảm cho anh em kiếm miếng cháo đi. Mày được coi như các bạn. Cái con nào lấy lưng xanh giờ xanh éo. Ký hả? 40 ký hả? Rồi, ghê. Dâm. Hôm nay vậy là cũng im rồi đó. Đây. Thôi để trả cho quân. Thôi để trả cho. Thôi đi.